Thì cũng có rất là nhiều người đàn ông hỏi là em viết gì vậy, anh có thể đọc được không? Và khi mà tôi thống kê lại những cái độc giả của mình và những người mà tôi có tương tác trực tiếp, thì phần lớn, tôi nghĩ là hơn 60% độc giả lại là nam giới. Quyển sách Phố Đàn Bà, tôi viết vào những năm 2015-2016. Đó cũng là một cái giai đoạn khá đặc biệt trong cuộc đời nói chung cũng như là sự nghiệp viết sách nói riêng. Có khá nhiều những cái nỗi bất an, lo lắng và phiền muộn về mặt tình cảm. Và tôi dốc hết tất cả những cái tâm tư, suy nghĩ và cảm xúc của mình để cho ra đời cuốn sách này. Cái điều lớn nhất mà tôi nhận được đó chính là sự chia sẻ, đồng cảm của những người phụ nữ. Và lớn hơn hết đó là đâu đó tôi đã gieo vào được trong lòng những người có thể thiếu thốn một xíu tình yêu, niềm tin vào cuộc sống của mình, đặc biệt là trong hôn nhân. Khi mà đặt tên sách là Phố Đàn Bà, tôi hình dung tất cả những cái cảm xúc, những gì đã trải qua của người phụ nữ như trên một cái con phố. Và chắc các bạn cũng hình dung mình đi trên một con phố thì tất cả điểm sáng, tối, đẹp, xấu, những nhộn nhịp tấp nập của một con phố thì tất cả mọi thứ đều hiển hiện trên cái con phố ấy. Và cũng chính vì vậy, với cái tên sách là Phố Đàn Bà thì gây một cái sự tò mò ít nhiều cho một nửa còn lại của thế giới của chúng ta. Và khi mà tôi thống kê lại những cái độc giả của mình và những người mà tôi có tương tác trực tiếp thì phần lớn, tôi nghĩ là hơn 60% độc giả lại là nam giới. Những người nam đọc cuốn sách của tôi thì kêu là đọc cuốn sách em dễ chịu lắm, giống như uống một ly cà phê buổi sáng gì đó, đọc khá nhanh, giống như là một cái thức uống hay là một món ăn sáng, có thể đọc và để lại cho mình một cái cảm giác dễ chịu là hòa bình hay là tình yêu rồi cũng sẽ lặp lại thôi qua những giông tố của cuộc đời. Và có lẽ điều đặc biệt nhất đó chính là cuốn sách này được đọc bởi chính giọng của tôi, tác giả của Phố Đàn Bà. Chính vì vậy mà nó cũng có thể là nó không hoàn hảo như một voice talent, nhưng nó rất thật bằng chính những cái cảm xúc của mình. Và qua những lần tự tay cầm cái cuốn sách và đọc lại cái phiên bản này cũng không ít lần bật khóc với những cái cảm xúc mà mình đã đi qua. Phonos đồng hành với tôi trong cái cuộc sống bởi cái sự hữu dụng, hữu ích của Phonos. Những lúc mà làm việc căng thẳng, suy nghĩ về một chiến lược, một kế hoạch cho công ty mình, khi di chuyển trên xe sau một cuộc họp hay là bắt đầu một ngày mới, tôi đánh giá rất cao về cái app của Phonos mang đến cái sự tiện dụng và cũng như về nội dung hữu ích. Tôi là Lê Quỳnh Thư, tác giả sách Phố Đàn Bà. Hẹn gặp lại bạn trên ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos.